video này thì em xin gửi tới cho ba bác Bắc Minh, Bắc Long, Bắc Hùng. Đấy, ba bác hàng xóm đã chọn lựa ngay bộ sản phẩm GA FX99S dòng vang cơ siêu echo phòng hát gia đình. Và đang tranh thủ là thời gian giảm giá và chế độ chăm sóc khách hàng cực kỳ tốt bên Tùng Audio, thì anh em hãy nhanh tay để mua ngay mẫu sản phẩm GA đến từ hàng chính hãng, dòng sản phẩm chính hãng và có chế độ bảo hành lên tới 1 năm với bộ sản phẩm này. Và đây là hình thức hộp cho ba bác, và bác có thể là tham khảo ngay ở trên video của bên em trước khi các bác nhận hàng và kiểm tra thanh toán sau. Và dòng sản phẩm này thì bên em đang đi rất nhiều đơn hàng rồi, phục vụ anh em trên khắp các nẻo đường và mọi miền Tổ quốc luôn. Các bác và anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em để được hưởng mức giá tốt nhất ở thời điểm hiện tại các bác nhá. GA FX99S dòng vang cơ siêu echo. Không chỉ thế đâu, về hình thức thì cực kỳ đẹp mắt với phòng hát gia đình nữa. Ngay bây giờ thì cùng với em trải nghiệm cho ba bác khách hàng. Đấy, ba bác hàng xóm thì mua ngay, nhạy chân tranh thủ lúc mà chế độ đang tốt, đang có chế độ hàng nhiều này, và thứ hai nữa là mức giá hiện tại cũng em nghĩ là khá là hợp lý với túi tiền của anh em, thì ba bác khách hàng đã chọn lựa ngay để về chơi thử cái dòng vang GA FX99S này, xem là cái chất lượng echo nó như thế nào. Thì cùng với em đây thử luôn tiếng chất âm trước khi cho các bác và em xem về một số tính năng của em GA FX99S cho các bác và em khách hàng nhá. 1 2 5 6 7 8 9 10. 1 2 5 6 7 8 9 10. Alo. Ok, về tiếng chất lượng echo thì hay như thế này thì các bác và em còn mua mẫu vang nào nữa đúng không ạ? Không mua GA FX99S ở thời điểm hiện tại thì còn mua dòng vang nào để chơi phòng hát gia đình nữa? Hay như thế này, kể cả phần echo đấy, hay như những cái phần tính năng repeat thì delay tiếng echo em này thì cực kỳ là mượt mà rồi. Nếu phòng hát gia đình thì chúng ta trải nghiệm và sở hữu cho mình một con vang cơ mà là hàng chính hãng như thế này nữa thì hoàn toàn hợp lý các bạn. Hình thức thì đẹp rồi, phiên bản màu đen, phay nhôm chống sức màu đen, tránh hen gì, và anh em chơi với thời gian thì cái màu này thì nó sẽ không bị phai. Thế thật sự các bạn và em như vậy. Nếu như các bạn và em chơi với lại âm ni màu đen này, hay cục đẩy, hay là tất cả trang thiết bị màu đen đồng bộ nữa thì quá tuyệt vời rồi. Do phẩm GA FX99S đến từ công ty GA các bác nhé, có đầy đủ logo thương hiệu, có mã QR cho bác và em check hàng. Đấy, tiện đây thì em cũng cho các bác và em xem một chút về cái phần logo cũng như là các bác và em có thể kiểm tra luôn. Đây có tem ATEX, có mã QR cho bác và em check hàng, và có tem cào để kích hoạt chế độ bảo hành lên tới 12 tháng của hãng các bác nhá. Đấy, mặt sau thì em cũng quay luôn cho bác. Cùng với anh em có thể tham khảo luôn. Nếu như chúng ta chưa biết cách đấu lối ấy, thì bên em sẽ sẵn sàng gọi điện video trực tiếp để em hướng dẫn các bác về cách đấu lối từ vang xuống với âm ly hay là xuống với cục đẩy. Thì thông thường em thấy các bác về em nâng cấp âm ly thì chúng ta sẽ sử dụng đường dây một đầu ca lông, một đầu hoa sen, chúng ta ghép lối với âm ly. Cũng như ba bác khách hàng đây cũng là ba bộ âm ly, và em cũng đã tặng dây rắc cho các bác bao gồm một đầu ca lông và một đầu hoa sen để chúng ta ghép lối trực tiếp từ vang xuống với âm ly. Và quan trọng nhất là dòng GA FX99S này có chế độ chống ngú mặc định trên máy thì cực kỳ tốt luôn. Đấy, kết hợp với cái nút điều chỉnh FB chống ngú ở đây nữa để giúp đỡ các bác và em nếu mà trong phòng hát gia đình chúng ta đang trải nghiệm mà có hiện tượng là rú rít, chúng ta ngay lập tức nhấn cho em nút FB chống ngú để nó giảm thiểu tối đa cái khả năng hú rút hú và rít của những cái bộ trang thiết bị âm thanh của bác ấy. Đấy. Và điều đặc biệt hơn nữa là dòng sản phẩm GA FX99S thì bao gồm rất nhiều các đường cổng khác nhau để chúng ta có thể lấy nhạc từ TV xuống máy tính hay điện thoại di động thông qua các đường như là cổng quang là điều đầu tiên là phải có rồi. Nếu là các bác và em nào đang sử dụng TV thông minh ấy, chúng ta sẽ sử dụng đường dây cổng quang nhé. Còn nếu như các bác và em vẫn sử dụng đường dây tín hiệu trắng đỏ ấy, thì là ghép nối trực tiếp qua đường AUX1, AUX2 ở đây. Ngoài ra nếu như các bác và em không thích lấy những cái đường dây có phải sử dụng dây rắc ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng trực tiếp qua điện thoại di động và chúng ta sẽ sử dụng qua dây anten Bluetooth luôn. Đấy, ở mặt trước thì nó sẽ có phần mode này để chúng ta chuyển cổng nhé. Chúng ta sẽ chuyển cổng, ví dụ như các bác muốn lấy chế độ Bluetooth này, chúng ta chuyển sang đấy, chế độ Bluetooth cho em. Và cái thao tác thì nó cực kỳ đơn giản thôi. Chúng ta chuyển nó khi nào đèn hiện sáng ở chế độ Bluetooth thì chúng ta bắt kết nối lưới điện thoại di động và chúng ta cấp nhạc vào. Đấy, ngoài ra thì các cái đường cổng như thế này thì chúng ta có thể là chuyển chế độ chúng ta làm sao chúng ta phù hợp nhất với phòng hát gia đình, chúng ta lấy tín hiệu từ đâu về thì chúng ta sẽ chuyển sang cái cổng đó ở trên mặt hình thức giao diện của vang GA luôn. Ok, và các cái giải tính năng thì cho tất cả anh em có thể được thấy rằng là có delay, có repeat, đây là hai giải quan trọng nhất của phần echo rồi. Đấy, nhẹ vang nhạy, nhanh chậm, nhiều ít. Và trước khi gửi hàng đi thì ba bác yên tâm nhé, bên em sẽ setup trước và em sẽ chỉnh làm sao cho nó phù hợp nhất với phòng hát gia đình các bác. Đấy, các bác về là chúng ta có thể là vừa ghép nối vào âm ly cái là chúng ta có thể hát karaoke gia đình ngay. Chúng ta có thể trải nghiệm âm thanh luôn và không cần phải điều chỉnh, căn chỉnh khó khăn gì cả. Về riêng về cả ba cái giải bass mic chép dành cho mic hay là bass mic chép dành cho nhạc này,
thì em sẽ để ở chế độ mặc định, phần lớn là em sẽ chỉnh ở giải echo thôi. Còn là chế độ mặc định này thì về các bác phụ thuộc vào rất nhiều cái khả năng nghe, và thứ hai nữa nó phụ thuộc rất nhiều vào cái dàn loa của bác nữa. Các bác sẽ căn chỉnh làm sao phù hợp, giải nào nhiều thì chúng ta cắt bớt đi, giải ít chúng ta tăng lên. Đấy, có bát chuông chép đây rồi. Ok, và đây là ba phím volume âm lượng tổng cho echo, âm lượng mic và âm lượng nhạc. Thì ba cái phím này thì các bác thao tác cực kỳ đơn giản rồi, chúng ta chỉ cần là vặn theo múi kim đồng hồ thôi. Đấy, muốn tăng lên thì dặn vặn sang bên tay phải, còn muốn giảm đi chúng ta vặn sang bên tay trái. Đấy, bác ba bác chú ý giúp em để khi nhận hàng về bác có thể vừa cắm vào và test thử luôn, và bật những cái phím volume này lên để bác test làm sao cho nó phù hợp với format gia đình. Và cuối cùng thì em cũng alo lại một lần cuối nữa cho bác và em nghe thử về phần chất lượng âm thanh của em GA FX99S các bác nhá. Mở thay lắp sau đây tạp chỉ tùy. Ok, đấy, tiếng chất âm rất ngọt ngào rồi. Và hy vọng các bác và em xem được video này để lại cho em nút like và đăng ký kênh nhé. Chúc tất cả anh em nhận hàng lưu ý bộ sản phẩm GA FX99S nha. Xin chào.